cập nhật tình hình covid-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin trưa ngày 9 tháng 10, tính đến 1 giờ trưa nay, Cần Thơ ghi nhận 32 ca nhiễm mới, trong đó, 9 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 9 trường hợp trong khu vực cách ly, 13 trường hợp cách ly tại nhà. Đã truy vết 27 F1 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp nhiễm covid-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau: Quận Ninh Kiều ghi nhận 5 ca nhiễm mới, trong đó Cả năm trường hợp trên đều được ghi nhận trong khu vực phong tỏa phường Cái Khế. Quận Cái Răng ghi nhận hai trường hợp tại phường Lê Bình, trong khu vực phong tỏa. Quận Thốt Nốt ghi nhận 5 ca nhiễm mới, trong đó phường Thuận An ghi nhận 4 trường hợp, gồm 3 trường hợp trong khu vực cách ly và một trường hợp trong khu vực phong tỏa. Phường Thốt Nốt ghi nhận một trường hợp trong khu vực cách ly. Huyện Thới Lai ghi nhận 2 ca nhiễm mới, gồm một trường hợp cách ly tại nhà ở thị trấn Thới Lai và một trường hợp trong khu vực cách ly tại xã Trường Xuân huyện Phong Điền ghi nhận một trường hợp tại xã Nhân Nghĩa, trong khu vực phong tỏa. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận một trường hợp tại xã Thành Phú, trong khu vực cách ly. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ còn ghi nhận 16 ca nhiễm về từ các tỉnh thành khác gồm thành phố Hồ Chí Minh 12 trường hợp, tỉnh Bình Dương 2 trường hợp và tỉnh Long An 2 trường hợp. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.